À, các bạn nữ đang đứng ở khu vực giữa sân đó là thuộc lớp nào? Đề nghị chúng ta khẩn trương ạ. Lớp 10A11, các bạn ngồi sang bên trái của mình thêm một tí xíu đi giúp thầy ạ. Phía sau chúng ta ngồi ngay ngắn lại giúp thầy các em. Chừa cái đường để đại biểu đi vào á. Các bạn nam phía sau á, ngồi ngay lại các em. Thầy một cái lưu ý nhỏ dành cho các em. Thì để cho buổi lễ chúng ta thêm phần long trọng thì thầy đề nghị các em không mặc áo khoác. Thầy nhắc lại, thời tiết sáng nay khá là mát mẻ, do đó thầy đề nghị các em không mặc áo khoác để sân lễ chúng ta thêm phần trang nghiêm và khi ghi hình thì nó sẽ đẹp hơn. Đề nghị em lưu ý vấn đề này giúp giùm. Thầy lưu ý một lưu ý nhỏ dành cho các bạn học sinh khối 10. Thì thầy thấy còn một số bạn mà chúng ta chưa nghiêm túc về tác phong đó, đặc biệt là các bạn nam, còn một số bạn nam chưa bỏ được quần đó, đề nghị các bạn chỉnh đốn lại trang phục để phần diễu hành chúng ta cho thêm phần nghiêm túc và đẹp mắt hơn. Thầy nhắc ha. Rồi học sinh khối 10 các em chú ý. Đứng dậy. Các em trở về vị trí tập kết và lưu ý ghế ta xếp cho ngay ngắn nha. Rồi các em tất cả túi sách gì đó thì chúng ta để lại trên cái ghế của mình đi. Rồi các em di chuyển theo vị trí mà được sắp xếp rồi đó, các em di chuyển. Thì cũng là lúc thầy và trò trường trung học phổ thông Vị Thanh lại hân hoan chào đón một khối lớp mới, khối lớp 10 đầu cấp với những gương mặt ngây thơ hồn nhiên và háo hức bước vào ngôi trường mới. Đầu tiên chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A1 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Thái Thị Kim Hóa. Lớp 10A1 có 15 học sinh nam và 29 học sinh nữ. Lớp có 4 đoàn viên. Trong năm học vừa qua, lớp có 23 em đạt học sinh giỏi, 17 em đạt học sinh tiên tiến và 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Trong năm học này, thầy và trò lớp 10A1 cùng đặt mục tiêu lên lớp hạnh 100%, giữ vững thành tích 100% hạnh kiểm tốt và nâng cao hơn nữa các thành tích học tập và đạt lớp văn hóa tiên tiến. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng lớp 10. Lớp 10A2 có 44 học sinh, trong đó có 22 học sinh nữ, số lượng đoàn viên là 9. Trong năm học vừa qua, lớp có 16 em đạt học sinh giỏi, 26 em đạt học sinh tiên tiến và 100% các em đều đạt thành điểm tốt. Lớp 10A2 có 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn sư phạm. Mục tiêu của thầy và trò lớp 10A2 trong năm học mới này là 100% lên lớp thẳng, 100% hành kiểm tốt, nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Một lần nữa kính mời quý đại biểu thầy cô và các em học sinh cùng vỗ tay chào mừng lớp 10A2. Đang bước vào sân lễ ngay lúc này đó là tập thể lớp 10A3 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Thúy Hân. Lớp 10A3 có 44 học sinh, trong đó có 23 học sinh nam và 21 học sinh nữ. Thành tích của các em trong năm học vừa qua, có 22 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 14 em đạt học sinh tiên tiến và 100% đạt hạnh kiểm tốt. Trong năm học mới này, thầy và trò lớp 10A3 quyết tâm giữ vững thành tích 100% hạnh kiểm tốt và phấn đấu nâng cao hơn nữa các thành tích học tập của lớp.
Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng lớp 10A Tơ. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón với một bốn em học sinh lớp 10A Tơ cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Phạm Thị Hà Nhi. Lớp 10A Tơ có 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Thành tích học tập của lớp 10A Tơ trong năm học vừa qua, lớp có 13 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 28 em học sinh tiên tiến và 100% thì đạt thành tích tốt. Mục tiêu của lớp trung học mới này là cố nâng cao hơn nữa tỷ lệ khá giỏi và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc vào cuối năm. Còn lần nữa chúng ta cùng nhìn lại chồng lớp 10A Tơ. Tiếp theo ngay sau lớp 10A Tơ đó là tập thể lớp 10A Năm cùng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần Nam Trung. Lớp 10A Năm có 43 học sinh, trong đó có 13 học sinh nam và 30 học sinh nữ. Thành tích của các em trong năm học vừa qua, lớp có 12 em đạt học sinh giỏi, 27 em đạt học sinh tiên tiến. Về kết quả rèn luyện, 100% các em đều đạt thành tích tốt. Số lượng đoàn viên lớp là 10 em. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là giữ vững thành tích 100% thành tích tốt, nâng cao hơn nữa tỷ lệ sinh khá giỏi và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón lớp 10 An Ninh. Chuẩn bị bước vào xuân lễ này là tập thể lớp 10A6 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Dương Ngọc Hồng nha. Lớp 10A6 có 43 học sinh, trong đó có 29 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Lớp có số lượng đoàn viên là 4. Thành tích học tập của các em trong năm học trước có 21 em học sinh giỏi, 18 em học sinh tiên tiến, 100% thì đạt thành tích tốt. Trong năm học mới này, thầy và trò cùng đặt mục tiêu giữ vững thành tích 100% thành tích tốt và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc và nâng cao hơn nữa thành tích học tập cũng như các phong trào nhà trường đề ra. Chúng ta cùng vỗ tay một lần nữa để chào mừng các em học sinh lớp 10A6 cùng với giáo viên chủ nhiệm. Lớp tiếp theo bước qua xuân lễ đó là tập thể lớp 10A7 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Phan Hiền Trúc Tân Anh. Lớp 10A7 có 45 học sinh, trong đó có 24 em học sinh nam. Kết quả học tập và rèn luyện, lớp có 41 em học sinh đạt thành tích tốt, 24 em học sinh tiên tiến. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn cao đón lớp 10A7. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A8 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thu Cúc. Có 44 học sinh, trong đó có 26 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, có 12 em đạt học sinh giỏi, 31 em đạt học sinh tiên tiến. Về kết quả rèn luyện, 100% đều đạt thành tích tốt. Mục tiêu của lớp đề ra trong năm học này là 100% lên lớp hạng, 100% thành tích tốt, phấn đấu nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Chúng ta cùng vỗ tay một lần nữa để chào mừng các em học sinh lớp 10A8. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón lớp 10A9 với giáo viên chủ nhiệm là thầy Cao Mạnh Hùng. Lớp 10A9 có 41 học sinh, trong đó có 11 em học sinh nam và 30 em học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học qua, có 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 14 em đạt học sinh tiên tiến. Mục tiêu lớp trong năm học mới này là giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích học tập và các hoạt động khác của nhà trường. Lớp cũng đạt mục tiêu lớp văn hóa xuất sắc. Một lần nữa xin một tràng pháo tay chào đón lớp 10A9. Đã bước vào sân lễ này là tập thể lớp 10A10 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Cao Ngân. Lớp 10A10 có 44 học sinh, trong đó có 26 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Lớp có 5 đoàn viên. Trong năm học vừa qua, lớp có 9 em đạt học sinh giỏi, 27 em học sinh tiên tiến và tất cả các em đều đạt thành tích tốt. Tập thể thầy và trò lớp 10A10 quyết tâm trong học này nâng cao hơn nữa những thành tích học tập cũng như các phong trào của nhà trường đề ra. Một lần nữa chúng ta cùng vỗ tay chào mừng lớp 10A10. Và sau cùng chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A11 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Bé Em. Lớp 10A11 có 27 em học sinh nam và 17 em học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, lớp có 37 em đạt thành tích tốt,
có 7 em đạt học sinh khá, 17 em đạt học sinh giỏi, 24 em đạt học sinh tiên tiến. Số lượng đoàn viên của lớp là 9 em. Mục tiêu của thầy và trò lớp 10A11 trong năm học này là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và phấn đấu đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Với 480 em học sinh lớp 10 bước vào năm học mới, các em sẽ được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với những môn học hoạt động giáo dục bắt buộc. Bên cạnh đó, các em còn được chọn những môn học, chủ đề học tập dựa trên năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp cụ thể của mỗi em. Những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm mục đích phát huy những phẩm chất năng lực của mỗi em, giúp cho các em có sự phát triển toàn diện về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Sau đây mời đại diện 11 học sinh lớp 11 và lớp 12 thay mặt cho gần 900 em học sinh khối 11 và 12 của toàn trường đến trao những bó hoa tươi thắm cho các em lớp 10 thay cho những lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng 480 học sinh đã tốt nghiệp vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Quyền Tân.